Ok, hello anh em, chúng em đã quay trở lại với Chuyện Đùng Mình. Và hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ lại cùng đến với Đun Dừa và Anh Bật Dâm anh em ạ. Ok, rồi thì đây là lần trước là mình đã chơi phần 1 và phần 3 của cái game này rồi. Và đây là mình sẽ chơi nốt phần 2 của nó. Ok, đang có Anh Bật Dâm và cả con gấu đang bị rơi từ trên cao xuống. Ok, và anh Mặt Dâm đang bị rơi xuống cái chỗ nó giống như kiểu là cái chuồng để nuôi lợn đúng không? Đây, mình có một con lợn bên này. Yeah. Ui, con lợn, what? Con lợn nó bị làm sao? Con đuôi dừa này, con đuôi dừa bây giờ bị nó vừa ăn thịt con lợn xong, thế là nó bị biến thành con lợn đây các bạn. Anh em nhìn thấy cái mũi của con đuôi dừa không? Vãi cả đời ạ. Ok, rồi con đu dừa đã bỏ đi, bây giờ là chúng ta sẽ rồi mình đã có lấy được một cái giống như là một cái để sới rơm đúng không? Sau rất nhiều ngày tháng, phải khoảng độ gần một tháng mình không chơi cái game đu dừa này thì bây giờ anh đu dừa đã biến từ một con quái vật trở thành một con lợn, làm con gì không làm, đi làm con lợn rồi. Ok, con gấu của chúng ta sẽ giúp trong này. Ôi, có con chuột. Ô, con chuột nó bò đi xong rồi nó lại bò về này, anh em thấy không? Đấy. Đấy. Nó giống như kiểu một quy trình ấy. À đây, mình có thể ấn vào chỗ này. À, ấn vào chỗ này. Rồi mình lăn đi anh em ạ. À, có bẫy chuột. Rồi con chuột sẽ chạy ở đây đúng không? Không phải à. À đây, mình sẽ lấy được cái bẫy chuột. À, rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bẫy con chuột này. Đấy. Vai chuột là khôn vờ leo ấy, chuột thành tinh à? À hay là chuột này gọi là chỉ số IQ mắc cao. Rồi mình phải cho tí thức ăn vào đúng không? Hóa ra là lúc đầu nó không bị mắc kẹt do là không có gì. Rồi ngu à, mày ngu à. Rồi con đun dừa mình ăn xong nó mọc chân đấy các bạn, mọc chân rồi vãi nồi. Rồi bây giờ em đun dừa đang ở đây rồi anh em bạn, chúng ta sẽ dùng cái xẻng này. À đây, chúng ta sẽ bò lên trên này và mình đoán là mình có thể đẩy cái này xuống. Đuông dừa bị kẹt đây các bạn. Đuông dừa mặt lợn bị kẹt rồi. Bây giờ làm mình sẽ siết. Tự nhiên mình cảm thấy rất là hụt thẫn đấy các bạn. Cảm giác buồn ở trong tim ấy. Chúng ta đã gắn bó với đuông dừa bao nhiêu lâu rồi mà bây giờ em bị chết đi các bạn. Đây. Nó có cái như kiểu cái bọc thịt đúng không? Và nếu em nhớ ấy, thì cái bọc thịt đó nó đã xuất hiện ở cái phần 3 mà có cái con có cái thằng tốt cũng không ấy. Đấy. Rồi, bây giờ mình không biết là phần 3 hay phần 1 nhưng mình quên mất. Đấy, hai anh đang tâm sự với nhau. Cái gì đây? Ông ấy bị phi tiêu vào cổ ấy các bạn. What the hell? Ôi, con này bị là... con này bị luôn ạ. À, đây rồi, bị bắt cóc. Rồi, con này là con quái vật buồn bắt đây anh em. À, nó đã bắt cóc con gấu thì rồi. Anh em thấy anh Mặt Dâm bụng to thế, không biết là trưởng mấy tháng rồi. Ok, chúng ta có rất là nhiều nhân vật quen thuộc ở đây. Đầu tiên là con chim. Con chim anh em nhớ nó đã xuất hiện ở những cái phần giờ Pixie to trước. Để sẽ ấn với con chim nhá. Con chim bay đi thôi. Chim nó bay đi rồi mà vẫn cố tình ỉa vào đầu ông này nữa. Mắt cứng. Ok, con chim nếu con chim bữa nhất là mình biết luôn. Rồi. À, đấm mình em ạ. Dám đấm mình. Rồi. Thò ra là bị nó quất chết. Rồi ok. À đây. Đây đúng rồi, trong lúc con này chạy ra thì mình sẽ với cái túi này, đúng rồi. Rồi sao nữa? Mình sẽ có thể lấy cái này không? Rồi lấy được. Mình lại tiếp tục ấn với con này. À để cho nó. Đúng rồi, xong để cho con này dám vào đâu. Đấy, biết ngay mà. Sau khi đã dám vào rồi thì chúng ta có được một cái gọi là pin tiêu. Ngu à. Oh yeah, nó bị sấp mặt đấy các bạn. Mình đã làm cho cái con quái vật này sấp mặt lờ. Wow. Chúng ta đang lạc vào một cái động các bạn. Không biết là động gì.
giống như kiểu là một khu rừng có rất nhiều cái con vãi cả nồi ạ. Trông như kiểu nó mình không biết diễn tả nào cả. Con này con gì đây? Con này là con thạch thùng à? Ôi nó biết nói này. Ok, bây giờ thì để xem mình có thể làm được cái gì. Chúng ta có một bông hoa ở đây, mình có thể giống như là rắc rắc được nó. Bên trong bông hoa này chắc là có một cái thứ gì đó. Mình đoán là mình có thể lấy được cái này và rắc vào những cái đống này. Mình vừa hái được một lá anh em ạ. Lá gì đây? Lá đu đủ à? Với bẩn sau khi hái cái lá đu đủ này xong thì mình sẽ bị như kiểu phê. Rồi đây mình sẽ hứng cái này vào. Hứng vào xong thì chắc là mình sẽ đổ vào đây đúng không? Hoặc là đổ vào đây. Mình sẽ đổ vào để lấy con sâu này. Lấy con sâu rồi mình sẽ bỏ vào đây. Có phải bỏ vào đây không? Hay bỏ vào lỗ nhỉ? Hay cho con này? Đúng rồi. Chúng ta sẽ bỏ cái con sâu này vào lỗ. Bây giờ mình thổi anh em ạ. Ok, chúng ta vừa thổi cái con sâu này lên. Ok, mình vừa hái được một cái bông xong. Để xem là chúng ta sẽ vứt cái bông vào đâu. Hay là mình đoán là chúng ta sẽ vứt vào đây. Đấy. What? Cái gì kia? Cái này là cái gì đấy? Cái vòi anh em ạ. Wow. Mình đoán là đây là một cái loại cây rất là kiểu đặc biệt luôn đấy. Nó có cái vòi. Bây giờ thì mình sẽ thổi cái này lên. À, đúng rồi. Chúng ta sẽ kết nối hai cái này vào với nhau đúng không? Để cho nó thổi cái con sâu của mình lên. Để xem mình đoán có đúng nhá. Oh my god, chuẩn bài luôn. Thì đấy. Đây, mình đã vừa cho cái con này ăn rồi. Nó bảo là thử thách chúng ta bằng cách là phải cho cái con này ăn được con sâu, ok. Đấy, mình đã bảo rồi mà, đây là một khu rừng cực kỳ ảo luôn. Và chúng ta có một con cú anh các bạn, con cú có gai. Mình có một con cú có gai ở đây. Một con, mình không đoán được con gì, gọi là con chó vẩu đi. Tại vì nó rất là vẩu. Và một con này là con giống như kiểu là con bọ hung. Ok, bây giờ là chúng ta đang bị những cái cây này nó cuốn. Nó quay quay đi anh em ơi. Hình như đây là xác của con đuông dừa này. Anh em thấy có giống xác con đuông dừa không? Đây, chúng ta sẽ nhích nhích. Truyền điện rồi. Sau khi mình thoát được ra khỏi đáy xong thì bây giờ đuông dừa đấy. Bây giờ con đuông dừa màu xanh anh em ạ. Nó vừa đi nhuộm da. Chắc con đuông dừa của mình vừa đi nhuộm da. Chúng ta có một cái cây như là cốc nước. Uống luôn đi các bạn. Cái này không uống được. Đây, mình đoán là mình sẽ đi qua bên này, lấy một cái cốc này và lại đi sang bên này. Cái cốc này không phải để uống ấy các bạn, mà để là bắt từ cái nước ra này. Mình đoán là như vậy này. Đây. Vãi trời, mắc bựa luôn. Rồi, chúng ta sẽ bẻ được cái cành này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lại quay sang bên này. Có vẻ như là chúng ta sẽ dùng nó để xiên vào cái mình có thể xiên con gấu được không nhỉ? Mình đoán là không. Hoặc là mình có thể xiên vào chỗ này. Mình có thể cắt được nó anh các bạn. Rồi chảy nước. Đấy, mình đã bảo con đuông dừa này. Nó uống nhiều nước quá, bây giờ nó bị béo phì luôn rồi. Trời ơi, mình đoán là về sau chúng ta sẽ bắt cái chất độc từ cái con xanh xanh này. Có thể là như vậy. Vãi nồi ạ. Ok, chúng ta đã giải thoát được cho em cú của gai rồi. Bây giờ mình sẽ thắn ra bên này thôi. Đây, em cú của gai sẽ bắt cái con này đúng không? Rồi, nó sẽ bắt. Và sau đó thì chúng ta sẽ đây, mình biết rồi. Mình có thể có cái này không? Và mình sẽ phóng điện vào. Có thể là mình sẽ phải đi qua bên này và... Ê, con này ngu vậy, nó vừa... Mình nhớ là nó vừa... Khoan thịt đi các bạn. Đây là cây khoan thịt. Rồi, mình nhặt được một khúc xương. Mình đoán là mình sẽ phải... Chắc là mình sẽ phải kiểu chặn nó vào đây ấy. Đó! Và sau đó thịt ấy cứu được rồi. Thằng kia tên là Remus đấy các bạn. Remus đấy, không biết là mút cái gì đâu, còn nó tên là Remus. Ui ông kìa. Được rồi, bây giờ là chúng ta lại có thể đổi cái nhân vật rồi anh em. Bây giờ thì chắc là mình sẽ sử dụng anh con gấu trước đi. Đây, chúng ta có một cái này giống như cả là một cái núi thức ăn gì đó. Đây mình có thể kéo những cái này. Phải như này không? Mình sẽ kéo lên cao đúng không? Đấy, cho con chim này mổ vào, xong nó đập. Úi dồi ôi! Mình mắc bá rồi, ok. Mình sẽ đi xem này. Bây giờ chúng ta đã trở thành một con gấu. Gấu vàng. Gấu vàng xịn. Giống như là chắc là mình đoán là chúng ta sẽ phải giả dạng thành cái con ong này ấy. Nên là mình cần phải có cái gì đen đen nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đổi thành em mặt dâm. Em mặt dâm cũng phải đi qua bên này. Đấy rồi, mình sẽ chuyển cho con gấu nhé. Chúng ta sẽ đi qua bên này luôn.
Và mình đoán là con gấu nó sẽ đứng dưới đây. Ô, vẫn còn bàn nữa này. Ôi dìa, đây là một vương quốc em ạ. anh em nhìn con ruồi này. Đây là con ruồi phè phỡn nhất mình biết. Nằm trong đúng một dáng kiểu phè phỡn luôn. Để xem anh Mặt Dâm có đi qua bên này không. Anh Mặt Dâm đi qua bên này rồi không có chuyện gì. À đây, chúng ta sẽ lấy cái này. Oh yeah, chúng ta đã lấy được một cái bánh. Rồi ok, bây giờ mình có một cái như kiểu là đây là bông hoa đúng không? Bông hoa kẹo. À sang bên này à. Đó thì ấn được vào, mình sẽ tìm bên này. Chỗ này không phải được vào này. Chỗ này là ấn là mực đen thôi. Còn có thể ấn được vào đâu không? Oh, chúng ta ấn được vào đây các bạn. Rồi rồi, mày ngu à, tham ăn đục uống. Rồi ngu lắm. Ok, cái này là chúng ta sẽ sử dụng làm để giả làm cánh của con ong đúng không? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển vào con này đi. Mình đoán là chúng ta sẽ đi qua bên này. Rồi. Đấy, mình đã có được này đây. Mình sẽ đứng vào đây anh em ạ. Ok, và sau đó mình chuyển anh Mặt Dâm. Anh Mặt Dâm sẽ đứng đây và mẹ. Mắt giống ông luôn đấy. Mình thề đây là siêu phẩm mẹ rồi. Rồi, mình sẽ chuyển con gấu này. Đây gọi là cái màn cosplay đỉnh cao nhất mà mình đã từng tham gia. Anh em thấy đấy. Anh em thấy có con ong là nó múc bíp này không? Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào. Alright, so time. Thời gian thì đã đến. Ôi, chúng ta lại có bản đồ anh em ạ. Holy shit. Đây đây, mình đoán là chúng ta sẽ rút mặt vào trong cái lỗ này. Rồi, con gấu đã rút vào trong. À, nó là ánh sáng. Rồi 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 rồi. Bây giờ thì mình đã hiểu phúc phúc kaka sẽ trừ ru như thế nào. À, đây đây, chúng ta sẽ chiếu nó xuống. Đấy, chiếu xuống dưới. Thôi. Và sau đó mình đoán là cái này sẽ phải chiếu xuống đây. Đấy, bây giờ bắt đầu mở lên. Và mình có một cái lá. Anh em thấy cái lá nó quen quen đấy anh em à. Và bây giờ chúng ta sẽ đến giai đoạn gọi là hút cần. Hay là mình sẽ soi nó lên giống như kiểu là soi lên đấy nhỉ. Ok, thì chắc là mình sẽ chuyển qua anh gấu đi. Chuyển qua con gấu trước. Và bây giờ mình sẽ đi ra đây để xem chúng ta có thể ấn được gì không. À đây đây. Oh yeah. Một nhân vật mới anh em ạ. Con này trông phê pha lắm. Trông vật rất là kiểu phê pha. Và ra để xem có thể ấn được vào đâu không. Rồi. À đây đây, mình sẽ móc con này xuống. Và sau khi móc xong thì mình sẽ cho con này hút đúng không. À đây, bây giờ mình sẽ chuyển lên. Và ông này sẽ vứt cái vứt cái như kiểu là. Có phải là vứt cái này vào đây không nhỉ. Ôi chết rồi. Mình làm ngược anh em ạ. Đây, mở ra và vứt cái này vào. Rồi đóng. Bây giờ mình mới nhớ là chúng ta đã làm được quy trình. Rồi. Đây là một cảnh như kiểu là hút cần sa mà nó công khai nhất mình biết. Ok, chuyển qua luôn. Đây rồi, anh em thấy không? Cái tệ nạn xã hội đã gọi là nó đã len lỏi vào đến cả cái thế giới động vật luôn. Úi dồi. Mặt phê. Vãi nồi ạ. Nó phê đến nỗi nó nhảy dưới luôn ạ. Rồi, con gấu đi tiếp. Tệ nạn lắm anh em ạ, tệ nạn lắm. Do là chúng ta vẫn chưa dùng đến cái này thì mình đoán là chắc chắn nó sẽ phải có cái gì đó liên quan. Rồi, lắc. Chúng ta phải móc nó vào đây. Sau khi móc vào đây xong thì mình đoán là con này nó sẽ kéo xuống này, kéo xuống và không biết là có chuyện gì xảy ra. Ok, mình sẽ quay trở lại. À, đây, đứt. Sau khi đứt xong thì mình cầm này lên và... mình có thể luồn vào lỗ. bóc. Chúng ta sẽ hút được lên một cái chất dịch gì đó. Mình không biết nó là chất dịch gì. À, là còn là con ếch này. Con ếch này bây giờ đã to hơn rồi. Ui, đuông dừa. Đội quân của đuông dừa anh em ạ. Quái thật. Rồi. Con kia đã gọi đội quân của đuông dừa đến để giết mình rồi. Đây là phải phắn nhanh thôi. Con ếch này sao đây? À, quá thầy khôn vậy. Trốn vào trong mồm con ếch luôn. Bây giờ chính là đến thời gian biểu diễn của mình. Chúng ta sẽ vừa đi vào một cái hang không? Anh em thấy máu không? Máu me ghê vãi nồi. Và con gì đây? Mình thấy con này trông rất là khả nghi ấy. Ta sẽ đi tiếp. Ui dồi ôi, xương người này. Và hai nồi ạ. Có ma không? Có vẩn đây là có ma bên trong. Mình sẽ đi tiếp nhá. Có ma thì chết. Con gì này? Con rắn à? Hay là con bên ý? Ui. Ui, nó đập mình. A à, đù. Rồi đâu mấy các bạn, chết. Rồi, mình đoán ạ. Mày ngu à. Rồi con kia tỉnh vãi, sau khi ăn xong thì nó nôn lại máu. Chắc là nó không thích ăn khô. Rồi. Cái gì đuổi đây là con mắt. Con mắt chụp quét. Anh em thấy cái mặt không?
gì đây? Hết game ấy. Vâng. Mình cứ tưởng là nó là cái gì. Hóa ra đấy là cảnh cuối cùng của cái game này. Ok. Rồi. Và video này chắc mình sẽ kết thúc đấy luôn. Và nếu anh em thích cái game này, đừng quên để làm một like để ủng hộ mình nhá. Và đừng quên đăng ký kênh để giúp mình đạt được 200.000 đăng ký. Bây giờ thì bye bye.